Người đàn ông này chính là một tử tù có siêu IQ, có thể trốn thoát dễ dàng khỏi nhà tù bảo mật nhất thế giới bằng cách bẻ gãy hết các ngón tay của mình. Đầu tiên anh ta cởi một đầu dây giày ra, sau đó buộc vào cổ tay của chính mình, rồi thử giật mạnh hai lần, có thể khẳng định là nó thực sự rất chắc chắn. Tiếp đó anh ấy đặt ngón tay cái lên trên mặt bàn, rồi đạp bàn chân thật mạnh xuống dưới, ngón tay cái kêu rắc một tiếng, sau đó liền đứt rời ra. 10 ngón tay nối liền với tim, chắc chắn là rất đau đớn, nhưng người đàn ông này không thốt lên một tiếng nào. Với IQ hơn 150, Peter luôn là chùm cuối của cái nhà tù này. Peter muốn lão hói lấy cho anh Alin Oxymorphone Hydrochloride, đây là một loại thuốc kháng chất độc, đồng thời yêu cầu thuốc tiêm chứ không cần ống tiêm. Đến lúc phải uống thuốc, lão hói đã làm đúng như lời dặn. Thuốc được giấu giữa hai chiếc cốc. Peter lấy một sợi chỉ ra, nhanh chóng buộc vào đầu ống thuốc. Sau đó, đầu bên kia của sợi chỉ được buộc vào răng. Peter rất tự nhiên mà nuốt ống thuốc đó xuống và giấu nó vào trong thực quản của chính mình. Chiêu này cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Sau đó anh ta lấy chiếc bật lửa ra, lôi miếng đá đánh lửa ra, giấu nó vào trong móng tay của ngón tay cái, vuốt nhẹ lên miếng đá đánh lửa là đã có tia lửa tóe ra. Có vẻ như đến lúc thích hợp sẽ có một trận hỏa công thực thụ. Peter thông minh như vậy, rốt cuộc là có lai lịch thế nào đây? Mà ngay đến cả cai ngục cũng không dám đến gần anh ta, chỉ dám đứng ngoài cửa nói vọng vào. Phòng giam của anh ta chỉ có một cái giường và một cái ống nước, mọi thứ đồ vật khác đều có khả năng sẽ trở thành công cụ giúp Peter vượt ngục. Lúc này bỗng có người đến thăm Peter, lập tức anh bị còng tay lôi đi. Peter được dẫn tới gặp thám tử Frank, con trai của Frank là Frank mắc phải căn bệnh ung thư máu, chỉ còn có thể sống được 2 tháng nữa. Cậu bé cần được cấy ghép tủy xương mới có thể duy trì sự sống. Để tìm ra được người cấy ghép tủy phù hợp, Frank đã hack cơ sở dữ liệu của FBI, tra ra được rằng chỉ có Peter là người tương thích với tủy của con trai mình. Nhưng Peter đã mắc tội mưu sát cấp độ 1, anh ta là một tên man dợ, đã tiễn không ít kẻ về với đất mẹ, đặc biệt giúp bạn tù đăng xuất liên tục. Điều này khiến Frank vô cùng lo lắng, vậy nên anh đã phải đích thân đến tìm Peter. Peter bị trói như bó bánh tét ngồi trên ghế. Frank đã nói hết tình trạng bệnh tình con trai mình với anh ta và hỏi anh ta có đồng ý hiến tặng tủy xương cho con trai mình hay không. Phản ứng đầu tiên của Peter đương nhiên là từ chối, nhưng Frank đã nói với anh rằng từ nhỏ con trai anh đã không có mẹ, sau này lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, nó là một đứa trẻ số khổ. Peter quyết định bảo Frank đưa con trai của mình đến gặp anh, rồi anh ta mới quyết định có hiến hay không. Sau khi Frank đến đây, cậu bé có vẻ căng thẳng. Peter hỏi cậu bé có phải cậu bé rất nghịch ngợm không, cũng không thích học hành. Frank nói rằng đúng là như vậy. Peter cảm thấy cậu bé có chút gì đó giống với chính bản thân anh khi còn thơ ấu, vậy nên đã đồng ý hiến tủy cho cậu bé. Nhưng anh có 3 điều kiện: 1. Cho phép anh ta được hút thuốc trong ngục giam; 2. Cho phép anh ta được đến thư viện của ngục giam; 3. Cho phép anh ta được cùng chung sống với những phạm nhân khác. Frank bày tỏ rằng anh sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu này. Một tử tù đồng ý hiến tủy cứu một cậu bé mới 9 tuổi, đây vốn dĩ là một tin tức giật gân nóng hôi hổi. Frank đã dùng đến các phương tiện truyền thông, cuối cùng cả thành phố đều biết được tin này, ngay đến cả thống đốc cũng ra sức bày tỏ ủng hộ. 3 điều kiện mà Peter đặt ra đều đã được thực hiện, nhưng ai cũng không ngờ được rằng những điều này chính là nền móng vững chắc cho ý định vượt ngục của Peter. Để chuẩn bị cho kế hoạch vượt ngục, Peter đã đến thư viện của trại giam, bắt đầu tìm hiểu về nơi diễn ra cuộc phẫu thuật, đó là một bệnh viện VIP tại San Francisco. Anh ta bắt đầu nghiên cứu tài liệu về bệnh viện này. Lúc này cai ngục đã đến quan sát anh ta, máy tính nát đột nhiên giở chứng không thể đóng được trang web. Peter mặt lạnh như tiền, cảnh ngục tới nơi chỉ thấy anh đang chơi cờ. Sau khi cảnh ngục rời đi, anh ta lại tiếp tục nghiên cứu các bản vẽ. Peter nhớ chi tiết đến từng đường đi nước bước. Cuối cùng ngày phẫu thuật cũng đã đến. Peter được hộ tống từ trại giam đến bệnh viện, huy động nhân lực cảnh sát toàn thành phố, đến cả trực thăng cũng được đưa ra trận. Peter được đưa đến bệnh viện ở San Francisco, giới truyền thông đã đứng trực ở đây từ sớm. Peter ngồi trên xe lăn được cảnh sát đẩy vào bên trong, ngay cửa vào có hai chú chó cảnh vệ hung dữ. Peter chỉ vừa mới nhe răng hà một tiếng, hai chú chó đã bị dọa cho cong hết cả đuôi lên. Cuộc phẫu thuật lần này do bác sĩ Samatha phụ trách, bởi vì mọi người đều biết rằng Peter rất lợi hại, nên cần phải nhanh chóng tiêm thuốc mê cho anh ta, ngăn chặn anh ta lại ra tay giết người vượt ngục, rút sịch tủy xương, phải rút phía sau lưng ở ngay vị trí của xương cụt, mà hai tay của Peter lại bị còng phía sau lưng, không có cách nào thao tác được. Cảnh sát không còn cách nào khác đành phải mở khóa còng tay ra. Thật ra những điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của Peter. Anh dùng lưỡi cùng lực nuốt làm đứt đầu ống thuốc trong họng. Peter nằm trên giường phẫu thuật, hai tay được cố định ở hai bên. Anh ta lén lút dùng lực đẩy ngón tay cái đã bị gãy của mình ra. Lúc này, các y bác sĩ đã bắt đầu tiêm thuốc mê. Đồng thời, trong miệng Peter cũng phát ra tiếng rắc rất khẽ. Anh ta lén lút cắn tan thuốc chống gây mê ở trong miệng. Bác sĩ đợi thuốc gây mê ngấm, nhưng vài phút sau họ bắt đầu thấy sốt ruột. Chỉ số vẫn không thay đổi, Peter không bị hôn mê. Peter rút tay khỏi còng chói, bất ngờ sút bay bác sĩ. Peter nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy bình dưỡng khí, quẹt ống sắt tạo lửa. Phút chốc bình dưỡng khí thành súng phun lửa. Một bác sĩ bị lửa thiêu ngay tại chỗ, một cảnh sát lao tới, giơ súng lên bắn trúng Peter, nhưng anh ta cũng bị thiêu biến thành người lửa. Lúc này, Frank cũng xông vào, anh dập lửa cho anh cảnh sát trước. Chân của Peter bị trúng đạn, hắn cố gắng chạy thoát, anh ta mở đường ống vứt quần áo bẩn ra, rồi trượt xuống căn phòng dưới lòng đất. Cảnh sát nhanh chóng vây quanh, Peter mặc áo blue trắng, bắt đầu chạy trốn. Cảnh sát không biết Peter đã chạy đi đâu. Anh ta men theo đường ống, rồi trèo ra ngoài. Lúc này, ở đây đã không còn ai nữa rồi. Tên tội phạm vượt ngục này đang tự mình làm phẫu thuật. Anh ta không thèm tiêm thuốc tê, cứ thế móc viên đạn
đạn ra, rồi khâu chân lại, như vậy là có thể đi lại được rồi. Lúc này, đúng lúc bác sĩ Sarah đi ngang qua, Peter khống chế Sarah, Frank thấy vậy liền tiến lên, nhưng Peter ra hiệu nếu giết hắn ta, thì tủy của hắn sẽ không dùng được nữa. Vì con trai nên Frank chỉ đành thỏa hiệp. Frank đặt súng xuống, tên cớm đằng sau định bắn lén Peter, nhưng đã bị anh phát hiện. Sau khi hai bên giằng co một hồi, cuối cùng lao vào bắn nhau, cả hai cảnh sát đều bị thương. Peter chạy ra bên ngoài, Frank cũng vì cản trở thi hành công vụ mà bị bế tới đồn cảnh sát uống chè. Khi xuống lầu, Frank nhân lúc truyền thông đang vây quanh, liền cướp luôn một chiếc xe máy rồi phóng đi. Anh lại nhân lúc cảnh sát không đề phòng, xông thẳng vào bệnh viện, vì con trai anh vẫn đang ở đây, mà tên Peter vẫn đang núp trong bệnh viện. Anh ta vào phòng của con trai Frank, đúng lúc bác sĩ Sarah cũng ở đây. Hắn đánh cho vệ sĩ ngất trên cành quất, đe dọa Sarah để lấy hóa chất. Hai người tới phòng cyclopropane và rất nhanh đã tìm được nó. Sarah nhân lúc Peter mất cảnh giác, liền cho anh ăn liên hoàn đập. Sarah nhặt được khẩu súng liền chạy mất dép. Lúc này, Frank cầm súng đe dọa Peter. Tên Peter tỉnh bơ vứt điếu thuốc ra. Phút chốc căn phòng đã nổ tung. Hóa ra hắn ta đã phun cyclopropane trên sàn. Cyclopropane tác dụng với không khí tạo thành chất nổ. Peter nhân lúc xảy ra vụ nổ liền chuồn mất. Nếu như có tường rào thép gai thì thoát ra thế nào? Peter chỉ cần dùng một chiếc áo là đã có thể trèo qua rào thép gai. Lúc này, cảnh sát đã phát hiện ra hắn ta. Họ nổ súng về phía hắn. Frank sợ cảnh sát sẽ bắn chết Peter, nếu như thế thì sẽ không còn tủy cho con anh nữa. Frank bắn vỡ đèn chiếu của cảnh sát. Peter chạy vào khu vực trung tâm, đe dọa người canh ngục. Peter kiểm soát tất cả các cánh cửa ở đây. Hắn ta lấy người quản ngục làm con tin, bắt tất cả cảnh sát bỏ súng xuống. Một người lính đặt chủng nhảy xuống nóc nhà. Anh cắt đường ống thoát ra, mai phục trên nóc căn phòng giám sát. Nhưng do tầm nhìn không tốt nên không thể nổ súng. Nhưng mai phục quá lâu nên đã bị Peter phát hiện. Anh liền tặng cho bé mấy phát, máu chảy ra từ mấy lỗ đạn. Anh lính đặc chủng đi đời rồi. Ông giáo ạ, tổng chỉ huy và cảnh sát không nhịn nổi nữa. Họ tiến vào thông qua cầu đi bộ, nhưng lại bị phục kích giữa đường. Trên nóc nhà đặt một bình cyclopropane. Sau khi Frank nhìn thấy, liền dùng máy liên lạc nói cho cảnh sát bảo họ nhanh chóng rời đi. Nhưng bọn họ không nghe, Frank chỉ đành nổ súng ép họ quay lại. Khi cây cầu không còn ai nữa, Frank liền bắn nổ bình cyclopropane. Lúc này cảnh sát mới biết, Frank đã cứu họ một mạng. Không thì giờ tất cả bọn họ đã ra đi chân lạnh toát rồi. Frank phá hoại kế hoạch tạo ra vụ nổ của Peter. Peter vô cùng tức giận, hắn ta đã bắt con của Frank, men theo đường ống trong sơ đồ bản vẽ, đập vỡ một bức tường. Lúc sắp chạy, cậu bé cầm cây gậy sắt, rồi cho Peter ăn một gậy. Peter cáu lên, mày dám đánh tao hả? Mark trả lời, vì tôi thích thế. Điều này khiến Peter rất kết cậu bé, liền tha cho Mark rồi bỏ đi. Peter chạy tới đường lớn, trộm một chiếc xe rồi lái xe rời đi. Nhưng hắn ta không ngờ được rằng, Frank cũng từng xem qua sơ đồ bệnh viện, đang đuổi ngay sau hắn ta. Trải qua một màn quay xe khét lẹt, cuối cùng họ cũng ép Peter tới chỗ cầu cụt. Nhưng bất ngờ chưa, Peter nhảy luôn xuống cầu. Frank vì con trai nên cũng nhảy theo. Cuối cùng Peter vẫn bị bắt. Sau đó hắn ta hiến tủy cho con của Frank. Cảnh sát tưởng rằng Peter sắp đi đời rồi, liền đi tới nghe di ngôn trước lúc lâm chung của hắn ta. Nhưng một giây sau, Peter đã trộm được súng của cảnh sát. Chú mày tuổi gì mà đòi bắt anh chứ? Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh.